cẩm tú cầu chót mà tên là Lam Lai mà nguyên trồng mà đầu mùa xuân nè mọi người. Nè, đây là mùa hoa đầu tiên của nó. Hôm nay là tháng 8 rồi. Lúc đó nguyên trồng thì khoảng tháng 2. Nhìn cành rất là mỏng manh yếu ớt, nghĩ không biết nó có ra hoa nổi hay không. Nhưng mà rốt cuộc nó cũng, nói chung năm đầu tiên vậy thì mình cũng khá hài lòng. Cây này đặc biệt mà Nguyên rất là thích, đó là mới đầu lúc mà nó nở thì cho hoa trắng muốt như bông, nhìn tựa như đám mây, rất là hoa rất là dày luôn. Mọi người có thể thấy cây bên cạnh này, cũng là dạng cẩm tú cầu chót nhưng mà giống nó khác, cho nên cánh những cái hoa nó thưa hơn, xung quanh nó không có dày đặc như vậy. Còn cái cây lam lai này thì hoa rất là dày, nguyên một ụ luôn. Mà đặc điểm tuyệt vời nhất của nó là tới khi mà hoa già rồi đó thì nó chuyển sang màu hồng phớt. Mọi người thấy không? Mình sẽ đi lại cho mọi người nhìn nha. Chuyển sang màu hồng phớt đẹp ghê luôn ạ. Ở nhà thấy không ạ? À? Đó, nó hồng phớt như vậy nè. Rất là đẹp, Nguyên rất là thích luôn, thật là ngạc nhiên á. Giống như mình trồng một cây mà có được hai màu. Mà chưa hết nữa, tới khi mà nó già rồi đó thì hẳn nhiên là nó chuyển qua màu nâu giống như những cái hoa cẩm tú cầu khác. Thì coi như mình có được ba màu. Và tới khi mùa đông á thì cái hoa nó cũng không rụng nữa cả nhà. Nó cứ giữ vậy hoài thì mình có thêm cảnh sắc trang trí vào mùa đông. Tại mùa đông bên đây thì thường là cây cối rụng lá hết. Cho nên trước sân vườn á nó không có cái gì, không có cái cây gì màu xanh xanh hoặc là không có cái hoa gì hết thì nhìn nó cũng rất là buồn. Thành ra trồng cái cây này á mùa đông á nó vẫn còn để cái hoa lại. Mọi người hay cắt cái hoa của cẩm tú cầu lúc nó khô rồi để vào trang trí vào dịp Halloween hoặc là dịp Giáng sinh á ạ. Tại vì cái bông của nó không có rụng dơ. Mọi người thấy đẹp không ạ? Tôi thích cái màu hồng này quá à. Để lại gần cho mọi người coi nha. Đó. Đó. Rồi. Nhìn xa xa. Nhìn. Cây kế bên nó cũng đẹp lắm. Cái bông nó khác thôi. Đây là dạng cây cao. Còn cái cây lam lai thì là dạng bụi. Nếu như mà có cơ hội thì mọi người có thể tham khảo cái giống lam lai này và đem về trồng trong vườn của mình. Đây là một cái giống cây mà Nguyên thấy là cho cái độ chuyển màu thật là đẹp luôn. Từ trắng rồi sang hồng phớt rồi hồng đậm rồi chuyển sang màu champagne rồi màu nâu. Tuyệt vời luôn. Ta-da. À, mình xa rồi nha. Đã ha cả nhà ha. Mình chúc mọi người một ngày vui vẻ. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video nhé. Chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại. Chúc mọi người nhiều sức khỏe nha.